Thưa quý vị, bằng cách tạo công ăn việc làm, hỗ trợ sinh kế, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng đã giúp hàng trăm lượt người khuyết tật trên địa bàn thành phố ổn định thu nhập, đời sống để đón một cái Tết đầm ấm và no đủ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại cơ sở may công nghiệp người khuyết tật trong những ngày cận Tết. Khoảng thời gian từ 2 tuần đổ lại đây, các đơn hàng đặt may tại cơ sở dồn về rất nhiều, chủ yếu từ các bệnh viện, các tổ chức từ thiện phục vụ cho các chương trình vui xuân. Do số lượng nhiều nên ban điều hành cơ sở đã vận động thêm nhiều người khuyết tật do hội giới thiệu để có thể tăng công suất, đồng thời giúp họ kiếm thêm thu nhập, trang trải đời sống trong những ngày cuối năm giáp Tết. Tính đến nay, cơ sở may công nghiệp người khuyết tật đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 20 người khuyết tật trong các dịp sự kiện lễ Tết, con số này còn hơn nhiều lần. Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp giúp đỡ xây dựng cái cơ sở may này, thì được sau khi xây dựng rồi đã khánh thành và đưa vào làm việc thì các em làm rất là tốt. Từ cái các em nhiều khi không có việc làm mà do đây là anh Thu ảnh đào tạo thêm nâng cao tay nghề, từ năm cháu từ lên tới 10 cháu và lần lần tăng lên. Hiện tại là cơ sở may đã có số lượng là gần giúp cho 20 đứa, khoảng 21 cháu làm tại cơ sở may này. Hầu hết người khuyết tật có nguyện vọng tham gia sản xuất tại cơ sở đều được tập huấn kỹ năng, kỹ thuật sản xuất cơ bản, được nâng cao khả năng giao tiếp, trao đổi trong công việc. Ngoài các công đoạn thủ công, cơ sở còn là nơi để người khuyết tật thể hiện khả năng sáng tạo, học hỏi của mình qua việc thiết kế hết các mẫu sản phẩm, nhãn mác, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Khi mà được họ hỗ trợ để mình có một công việc tốt thế này, nhưng ở đây rất người ta làm rất là hăng say và làm được rất là nhiều. Cái thành quả người ta áo rất là đẹp. Chỉ tiếc một điều là ở đây mình nó chưa có cơ hội để mình quảng bá mình thôi. Nhưng nói về xét với mọi bằng chung thì cái đồ mình làm ra rất là tốt. Thậm chí tốt hơn đồ của ở ngoài nhiều, nhưng mà đồ ở ngoài giá cũng cao, đồ mình quá rẻ. Thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố đã chuyển dần từ phương thức hỗ trợ kinh phí trực tiếp sang hỗ trợ sinh kế, tạo công ăn việc làm, hay gọi là trao cần câu cơm, để giúp người khuyết tật tự đứng vững trên đôi chân của mình. Cơ sở may công nghiệp người khuyết tật là một bước khởi đầu tích cực như vậy. Mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người ở thành phố Đà Nẵng chúng ta hãy chuyển cách tiếp cận đối với người bất hạnh nói chung, đặc biệt người khuyết tật đó, từ góc độ nhân đạo, tức là tặng quà, trao quà hỗ trợ, chuyển sang cách tiếp cận là thực hiện quyền của người lao động. Và để được như vậy thì đứng ở góc độ giáo dục, chúng ta phải thực hiện cái việc là phổ cập văn hóa, dạy nghề và tạo việc làm như thế nào. Khuyết tật nhưng không khiêm khuyết về tinh thần, việc hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật cũng chính là tôn trọng quyền được làm chủ và tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng của họ. Để tiếp thêm động lực, mục tiêu vươn lên trong cuộc sống, góp phần giúp người khuyết tật đón Tết đầm ấm, ý nghĩa.